Hello mọi người, nhất là các em trai tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Đây là video clip anh làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi có các em. Anh làm thì như mọi người đã biết ở các video khác thì anh có làm luôn vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi có các em, để cho các em ứng dụng vào cho mình có cái cuộc sống, biết được cái năm tháng nào tốt, tháng nào sẽ gặp trắc trở, để cho mình biết cương nhu trong làm ăn, cũng như là biết là mình nên tránh điều xấu ở tháng nào. Thì đầu tiên hết á, thì phải xét có nội tại mạng của các em trong năm nay nó như thế nào. Thì các em thì là mạng hải trung kim, vàng ở dưới đáy biển ha. Thì năm nay á, là năm mộc, bình địa mộc, vàng của các em thì là khắc mộc, nhưng mà kim của các em kim ở dưới nước, cho nên là cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mộc. Sao thì các em may mắn gặp được sao Thái Âm, một cái sao rất là may mắn về danh lộc và tiền tài. Hạn thì Diêm Vương, phòng bệnh chủ yếu là nội tại bên trong, có thể là sẽ có máu. Vận niên là một cái vận niên tốt, đó là hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây tốt ha. Thiên can á, giáp gặp mậu á, là tương khắc. Mậu nó khắc giáp, xấu. Tý gặp tuất, thì xét về tử vi thì nó bình hòa, nhưng mà xét về nạp âm ngũ hành thì nó là tương xung, bất an. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ có được sao ha, kim khắc mộc ha, sao Thái Âm, hầu thực quả, thiên can, mậu khắc giáp. Mậu khắc giáp là thiên can chủ yếu về công việc, về sự nghiệp, đó là cái nội tại, cái bản mệnh mà có thể đi theo các em suốt đời ha. Thì đầu tiên hết thì chúng ta sẽ phải xét xem là với thiên tính và cái số phận. Còn trong những cái video clip mà nói về tử vi trọn đời của người Giáp Tý, Nam Mạng, thì anh cũng đã nói rồi. Mấy cái chàng mà tuổi Giáp Tý thì đa phần là có tính tự lực rất là cao. Như tất cả các người tuổi Tý khác thì các em bỏ đâu cũng sống được, tính thích nghi rất là cao ha, tự cường tự lực, không thích nhờ cậy nương tựa ai hết á, mà thích tự mình làm ra. Vì vậy là thường ra đời sớm. Các chàng mà Giáp Tý là người giỏi vận dụng đầu óc, mà đa phần là dụng mưu nhiều hơn là dụng sức ha. Hiểu được giá trị của cái việc học tập và để tiến thân cho ha, đối với sự nghiệp, cho nên đa phần là chịu khó việc học tập. Còn nếu như không có cái cơ hội để học tập thì họ cũng phải tự học và tự vận dụng, ứng dụng trong cái cuộc sống khá là linh hoạt. Nếu mà các em mà tuổi Giáp Tý này hữu duyên á, sinh vào cái nhà mà khá giả, gọi là tức là có phúc đó, có phúc từ đời trước á, thì sẽ rất là dễ thành công trên đường học vấn, quan vận. Còn nếu vì hoàn cảnh á, mà phải bươn chải sớm á, vẫn cố gắng tạo điều kiện vừa học vừa làm ha. Các em mà ở tuổi này thì nói là nhìn lên thì có thể là mình còn nhỏ chưa bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình hơn rất nhiều người ha. Các chàng mà tuổi Giáp Tý này á, là người có ý thức trách nhiệm rất là cao, biết phục thiện và đối xử tốt với bạn bè, bao dung với kẻ dưới, nhưng là khó được lòng người trên. Tại vì đó là mình nắm chữ giáp mà, thì đứng đầu thiên can, đứng đầu địa chi, là một cái tuổi vô cùng đặc biệt trong lục thập hoa giáp. Thì đặc biệt như vậy cho nên là thường là chỉ muốn người làm người đứng đầu, cho nên là những người đứng trên mình hay chỉ đạo mình thì mình sẽ không có tạo cho người ta cái sự thoải mái. Mình muốn luôn luôn là công cao hơn chủ, cái tính mà gọi như tự vươn lên, muốn nắm quyền nắm quân là có sẵn trong mệnh ha, tự thiên mệnh mình sinh ra nó như vậy, chứ không phải là mình muốn. Đó là điều mà thật sự mà nói là rất là đặc biệt đối với người Giáp Tý. Ưu điểm của người Giáp Tý là rất ham học hỏi, dễ tiến thân, làm việc thì tích cực, có kế hoạch chu đáo, và đặc biệt là người Giáp Tý là dễ thích nghi nhất với mọi hoàn cảnh. Giàu họ sống cũng được, nghèo họ sống cũng xong. Chứ đã bản thân những người tuổi Tý là dễ thích nghi rồi, nhưng chữ Tý nắm con giáp nữa, họ đi làm ở trong một cái hãng xưởng nhỏ thì họ cũng muốn làm tổ trưởng, làm ca trưởng ha. Đi làm ở trong một cái cơ quan nào thì cứ lại muốn leo lên cao thôi, chứ còn không muốn ai chỉ đạo mình hết á. Đồng thời cũng có những cái yếu điểm ha,
thì thường là do mình giỏi mà mình có tính đấy, là thích là trung tâm của vũ trụ, dễ tự hào dẫn đến bảo thủ, khó thỏa hiệp, tính tình thì đa phần là nóng nảy và hơi độc đoán. Đặc biệt là do nắm chữ giáp cho nên là thích người khác khen mình lắm, dễ bị người khác khích tướng, làm việc bốc đồng, mà thậm chí là nhận những cái việc mà trong cơ quan hay là cái gì đó có việc khó, người ta không muốn nhận, người ta khích mình để mình nhảy vô mình nhận mình làm, cho nên hay thua thiệt ở những cái việc này. Nếu như mà sớm biết được cái nhược điểm của mình mà tự chế bản thân mình á thì rất là dễ thành công ha. Nhìn chung các chàng giáp Tý thì ý chí tiến thủ rất là mạnh, có năng lực dồi dào, sớm muộn gì á thì cũng sẽ thành công, cũng sẽ là người có cái năng lực nắm quyền. Nếu như mà khắc phục nhược điểm tốt thì tiền vận, tức là cái khoảng thời gian trước 40 thì tiền trung vận sẽ đỡ vất vả. Thì năm nay á là năm Mậu Tuất 2018 á, thì đối với sự nghiệp và công danh của các em giáp Tý Nam Mạng này á thì là các chàng rất là may mắn ha, gặp sao Thái Âm chiếu mạng. Sẽ có nhiều may mắn trong danh công danh tài lộc và thậm chí là nhiều niềm vui, mưu sự rất là dễ thành. Sao Thái Âm này á lại là thuộc hành kim, đối với các chàng mạng kim á sẽ rất tốt. Tự nhiên mình cùng hàng mà sẽ được cái sao Thái Âm này nó bổ trợ cho mình rất là tốt. Nếu như gặp trở ngại thì cũng dễ dàng vượt qua mà để giành chiến thắng. Hạn thì là Diêm Vương, cần quan tâm đến những cái đường, thường là người ta nói về tim mạch ha. Hạn Diêm Vương này thì dễ xảy ra là đổ máu. Đặc biệt đó là cái nói chung là về máu huyết là phải cần cẩn thận. Vận niên á hầu thực quả là một cái vận niên rất là tốt cho công việc, được làm việc trong môi trường phù hợp, tài lộc dồi dào và tinh thần thì thoải mái ha. Hầu thực quả là khỉ ăn trái cây, là năm nay là năm mình hưởng lợi từ những cái đầu tư hoặc là hưởng lợi những cái công việc trước đây mình xây dựng. Về tứ trụ á thì năm 2018 năm Mậu Tuất á là địa thì là địa xung, nhưng là thiên thắng, mà thiên thắng thì thường là có ảnh hưởng tốt cho công việc ha, làm ăn thì khó, làm ăn dễ vượt qua khó khăn trở ngại vẫn đạt được kết quả tốt. Nhưng mà cái địa xung á thì nói là đó nó ảnh hưởng nhiều với gia đạo, cho nên là gia đình tình cảm sẽ có nhiều rối rắm bất an. Phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành mà để luận giải á, năm nay Can Mậu thì nó thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chỉ, cho nên hỏa sẽ vượng. Đối với người mạng kim nói chung á là hỏa khắc kim, có phần bất lợi cả về danh lộc lẫn sức khỏe, đặc biệt là vào khoảng giữa năm, những cái tháng là Mậu Ngọ nè là tháng 5 và tháng Kỷ Mùi là tháng 6 thì hỏa rất là vượng, các chàng nên cẩn thận ha, đừng mưu sự lớn trong cái khoảng thời gian này. Nhưng mà có một điều như vậy rất là hay ở chỗ là các chàng này là mạng là hải trung kim, tức là vàng nằm ở dưới biển, lửa có đốt đi nữa thì phải đốt nước trước khi là đốt các chàng, cho nên là so đối với các người tuổi mạng kim khác thì năm hỏa vượng này không quá khó khăn đối với các chàng. Đó là một cái tín hiệu rất là tích cực, đúng không? Mình có được đôi khi đâu phải kim nào mình cũng sợ lửa, đúng không? Sao chiếu mạng vận niên á thì khá tốt. Nếu làm việc trong môi trường quen thuộc ha, là quan vận đồ này kia thì dễ dàng được thăng tiến hơn. Năm nay với thiên thắng á thì công danh tài lộc sẽ có phần thắng lợi, dù cũng có vài cái khó khăn nhỏ nhưng mà chắc chắn là sẽ vượt qua. Mưu sự chuyện lớn rất là dễ thành. Tuy nhiên á là gặp địa xung thì gia đình tình cảm có phần rối rắm bất an, không thể nào mà tránh khỏi được cái chuyện đó. Có thể nói đây là năm khá dễ thở cho các chàng về công danh, sự nghiệp và tiền tài. Tuy nhiên là một năm sẽ có nhiều rắc rối đối với chuyện tình cảm và gia đạo. Còn xét về mặt tử vi á thì tiểu hạn đi vào tuyệt địa là một tiểu hạn của năm nay đi vào cái nơi xấu, bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có thể chiêu cảm các sự chẳng lành của cái sao hạn xấu nó gây ra.
Tuy nhiên là đây là cái giai đoạn mà gọi là đại vận 10 năm, từ 33 đến 42 tuổi là khoảng thời gian mà đường công danh sự nghiệp của cái người mà tuổi Giáp Tý nam mạng có nhiều thăng tiến, có nhiều thay đổi tích cực. Hy vọng rằng á, tiểu hạn xấu nhưng là được cái ảnh hưởng tốt của cả cái đại vận sẽ là giảm cái phần khó khăn trong cái năm nay ha. Tiền tài nó vẫn có tiếp tục là một cái vấn đề mà mình có thể thu nhập được ha. Trong cung hạn á, thì có nhiều sao xấu nè, đào hoa mà đi trước hóa kỵ với đại hao thì dính với trai gái, dính với ngoại duyên sẽ gây ra tốn hao tiền bạc. Đặc biệt cô thần Lâm Quan đi chung trong cung hạn này thì đem rất là nhiều cái điều rối rắm trong việc tình cảm, thường xuyên có những cái chuyện mà không yên thân, tiền bạc hao tốn, phải đối phó với thậm chí là mưu mô lừa gạt từ chuyện là người ta nói là từ phái nữ. Nhưng mà rất may cho các chàng là có Tuần và Triệt cũng nằm trong cung hạn này luôn. Thì có Tuần và Triệt thì như đã giải thích ở các video clip khác thì anh sẽ nói là có Tuần và Triệt thì nó vào đó nó sẽ hạn chế được 50% những cái xấu hoặc là những cái tốt của cái tinh quân trong cung hạn. Tuy nhiên là với hao, đại hao nè và hóa kỵ đồng cung á thì cái việc bất lợi về tài chính là hiển nhiên rồi. Cần đề phòng phụ nữ lừa gạt hay mất cắt những cái tài liệu, cái hồ sơ mà gây đến cho mình nhiều khó khăn sóng gió trong cái công việc. Đồng thời trong cung hạn còn có điếu khách ngộ với quan phù, dễ bị lôi cuốn vào các trò chơi đỏ đen. Mà năm nay thì dính vào đỏ đen thì xin thưa là chỉ có tán gia bại sản ha. Giáp Tý có thể là rất rất khá ở những năm khác, có thể là bài bạc được, nhưng mà năm nay đại hao hóa kỵ đi chung trong cung hạn thì dính vào đỏ đen và điếu khách với lại quan phù thì chắc chắn là đánh bao nhiêu thua bấy nhiêu. Cái gì làm mà có tính đỏ đen thì chắc chắn không phải là thắng thuận. Có thể là thắng thuận nó vô rất nhiều nhưng mà nó đi, khi nó đi cũng rất lẹ. Có tam hóa liên châu này á thì nó cái lưu hạn này nó sẽ làm giảm bớt ha, cái sự khó khăn của cái những cái mà cung hạn nó đề ra. Có lúc gặp may nè, danh lộc thăng tiến rất nhanh, có thể bù đắp những cái thiếu hụt mà mất mát ở trong cái cung hạn gây ra. Lại thêm thiên mã ngộ lộc tồn xung chiếu, mọi sự hanh thông, nhiều điều thì vui vẻ. Đặc biệt trong cái tam hóa liên châu này có ông Hóa Khoa, là ông phải nói là ông đệ nhất hóa giải các tinh quân xấu. Ông sẽ giúp cho chúng ta là hóa giải những cái có thể là đại hao hóa kỵ cô thần ở trên cung hạn. Nhưng mà đừng có ỷ lại rằng ha, mình có tam hóa liên châu này mà cái như mưu sự những cái chuyện mà khỏi nói chung là quá sức mình, sẽ có những cái điều mà không có đơn giản ha. Dù chúng ta có thể nói là chúng ta gặp chuyện, chúng ta giỏi, chúng ta có thể có tam hóa liên châu để chúng ta hóa giải, nhưng dù gì đi nữa thì nó cũng tốn sức tốn đồ chúng ta đi hóa giải, tại sao chúng ta không hồng tránh nó từ đầu. Cho nên là anh khuyên các em là đừng có ỷ lại, tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh ha. Cái đó điều đó là mà ai cũng biết ha. Cung mệnh thì có thiên cẩu điếu khách bát tọa, dễ sinh bất trắc, mọi việc đừng quá lạc quan mà thiếu đề phòng. Đó, nó giống như anh đã nói cho anh. Tiểu hạn đi vào tuyệt địa, may nhờ đại hạn 10 năm đáo cung thìn, có chính tinh là thiên phủ ha, liêm trinh hợp với nhau cùng với hóa khoa, hóa quyền, hóa lộc, nhờ nên khả năng cứu giải của cái cứu nạn ở trong cái năm nay là rất lớn. Trong nguy khó thường gặp may mắn và qua khỏi tai ương một cách dễ dàng, nhưng mà đừng có để mình bệnh rồi mới chữa, tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhìn chung á, xét về tất cả mọi mặt nè, từ tử vi vận hạn cho đến nạp âm ngũ hành ha, mọi thứ thì vận thế năm nay dao động bất thường. Có tháng thì rất tốt, công danh tài lộc rất là nhiều thứ ha.
Nhưng đặc biệt tình cảm thì có nhiều rối ren. Nhờ đó là các em có cung phúc đức và đại hạn tốt đẹp sẽ chế giải cái hung tai, và đặc biệt là có tam hóa liên châu. Nhờ tam hóa liên châu này sẽ giúp các em nhiều điều mà vượt qua cái sự khó khăn. Nếu như mà biết kiềm chế bản thân thì năm nay đối với các em là một năm khá tốt. Về tình cảm và gia đạo, năm nay năm 2018 Mậu Tuất thì có nhiều biến động ha, tình cảm có nhiều rối rắm bất an. Nếu mà các chàng đã có gia đình á, nên quan tâm nhiều đến vợ con, cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Với đào hoa thiên mã mà đi chung với lại hóa kỵ và đại hao thì dễ sinh tình cảm bên ngoài và gây hao tốn mất mát tiền bạc ha. Như vậy thì nếu như vậy thì sẽ tình cảm gia đạo sẽ bị chao đảo, sinh bất ổn cho tình vợ chồng. Lại thêm cung hạn có là hóa kỵ và đào hoa đó, như đã nói ở trên đó, thì khó tránh bất hòa, nên cố gắng để giữ vững gia can, vì đây là tổ ấm của mình, mà người giáp tý thì nên phải có tổ ấm ở phía sau. Chứ nếu như mà một giáp tý mà sống một mình ở khoảng thời gian này thì đa phần sẽ rơi vào những cái tình trạng rất là khó nói ha, dễ dính vào cờ bạc và đi đến con đường mà sa đọa, quên bổn phận hay gây gổ với con cái. Rồi quan hệ với trong gia đạo á, thì như đã nói ở trên á, là có tháng thuận ở trong năm á, từ năm nay là xấu tốt nó đang xen dữ dội lắm, cho nên là sẽ có được một cái gì đó ok. Và thậm chí là năm nay nếu tu chí làm ăn, những người ấy thì những người mà tu chí làm ăn, mà các chàng mà có vợ là biết quán xuyến ha, biết nhường nhịn vợ một tí xíu thì dễ dàng, năm nay rất là dễ dàng có nhà cửa ha, cố gắng duy trì niềm vui trong gia đình và hạnh phúc của chính mình. Năm nay nên cẩn thận trong di chuyển, với mã mà ngộ tuyệt ha, càng đi xa thì càng dễ sinh rắc rối và tai nạn. Đối với các chàng mà độc thân á, tình cảm năm nay đã rất dễ thay đổi, có thể đưa đến rắc rối, tốn hao tiền bạc một cách và khó hiểu, mang tai tiếng. Các chàng chưa có trách nhiệm với gia đình á, nên là rất là dễ sinh buông lung ha, người tự cao tự đại, cho nên ít bạn. Tại vì mình chơi hay gác người ta, mình chơi kiểu sếp, ít bạn, cho nên là hay lấy những trò đỏ đen làm cái niềm vui. Và như vậy thì chiêu họa đến không biết dừng lại đúng lúc ha. Nếu mà sống mà không có nề nếp, không có chịu cái sự của gia đạo á, thì cái người của tuổi Giáp Tý này rất dễ rơi vào tình cảm mà gọi là rắc rối trong sự nghiệp ở cái năm nay. Cờ bạc rượu chè không chừng mực ha, thậm chí là năm nay có thể dẫn đến tù tội và hủy hại tương lai. Nếu như mà đã có ý trung nhân á, muốn cử hành hôn lễ thì năm nay cũng không có kiêng gì kiêng kỵ đâu ha, hốt được cứ hốt thôi. Về mặt sức khỏe thì năm Mậu Tuất 2018 này á, can chi thì không thuận, sức khỏe thất thường, cần phòng các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp ha, phạm thân ra máu. Ngoài ra cần phòng bệnh nạn, nếu mà làm việc quá sức, lái xe thì cẩn thận, nhất là đi xa. Bổn mạng có bất an đó, nhưng không đến nỗi là nguy nan và phạm thân. Đó là tử vi và vận tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em. Giáp Tý 1984. Nó cũng chỉ là một cái nền tảng, một cái số kiến thức anh thu nhập được, anh nghiên cứu, anh tổng hợp được và anh chia sẻ với mọi người, chứ anh chả giỏi gì đâu ha. Thì ngoài ra anh sẽ có làm kỹ hơn cho mọi người, để mọi người có cái nhận định tốt hơn nữa, thì anh có làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm để mọi người có thể ứng dụng vào cái bản thân mình nó như thế nào cho nó tốt đẹp. Thì đầu tiên hết của năm Mậu Tuất 2018 thì đó là tháng Giáp Dần, một tháng thủy. Tháng Giáp Dần thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 năm 2018 dương lịch. Bây giờ thì chúng ta cũng đã sắp hết tháng Giáp Dần rồi. Thì tháng này là sao? Tháng này là tháng thủy. Chúng ta mệnh kim là kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng yếu không tốt. Mà bổn mạng yếu không tốt á, thì sẽ dễ rất là
sanh ra bệnh tật ha này kia. Thiên can giáp ha, hai chữ giáp mà thấy đồng hàng mọc hết, thiên can đồng hàng, công việc thuận lợi, có thể gặp may mắn chút đỉnh. Địa chi Dần, Tý, bình hòa, không có, không hại hình, không xung khắc gì nhau, cũng không tương hợp về tử vi. Tuy nhiên là về mà nạp âm ngũ hành á, Dần là mộc, Tý là thủy, như vậy là tử về nạp âm ngũ về ngũ hành của địa chi là sinh xuất. Như vậy là tháng Giáp Dần này là có thể nói là một tháng tương đối không có tốt cho các em, chủ yếu về phần sức khỏe. Vì sao? Vì các em bị là bản mệnh là kim khắc mộc, là đã bản mệnh của cả năm đã bị tương khắc, cộng với bản mệnh của chúng ta bị tháng sinh xuất nữa, kim sinh thủy mà, thì chắc chắn là bổn mạng sẽ có sức khỏe không tốt, và có thể là đây là những ngày đầu năm ha, thì các em ăn nhậu một tí xíu nhiều một chút, bao tử hay là gì đó, nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng thôi, không đến nỗi nào. Đến tháng 2 bắt đầu từ khoảng ngày 10 vài ngày nữa là bắt đầu tới ngày 16 hay 17 về tháng 3 âm dương lịch, thì tháng này cũng là một tháng thủy. Như vậy là mệnh kim sinh thủy, bản mệnh sinh xuất tháng, bổn mạng yếu không tốt. Thiên can ất giáp là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi Mão, Tý, Tý Ngọ, Mão Dậu. Mão với Tý là thuộc nhóm tự hình. So với lục xung á, thì hoặc lục hại á, thì tự hình nó nhẹ hơn nhiều, nhưng cũng không tốt cho gia đạo. Tự mà mèo với chuột là vốn dĩ không sống chuột được với nhau. Cho nên là tháng này tương sinh về địa chi, mà trong tổng năm như đã nói ở trên á, thì phần gia đạo của các em nó rất là dễ bị rầy rà sinh chuyện. Gặp tháng này là tháng xung về địa chi nữa, là xung về gia đạo nữa, thì cẩn thận cái việc gây gỗ với vợ con ha. Tổng hợp của tháng 2 thì chúng ta cũng phải cần để ý nhiều về bản mệnh. Bản mệnh bị sinh xuất thì sức khỏe yếu, có thể dẫn đến tai nạn nhẹ. Địa chi là cái điều mà cần quan tâm nhất, đó là gia đạo ha. Gia đạo có thể xảy ra nhiều chuyện xung khắc không như mong muốn, nhưng hy vọng rằng các em biết chế hóa và vượt qua nó. Đến tiếp theo là tháng 3, tháng Bính Thìn. Tháng này là một tháng thổ. Đối với người mệnh kim là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, tốt cho bản mệnh và sức khỏe. Thiên can bính giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi là Thân, Tý, Thìn, là dấu hiệu của tam hợp, dấu hiệu mà coi như là cuộc sống gia đình hòa thuận. Tam hợp sẽ tích được nhiều may mắn ở cho các việc khác. Như vậy là tháng 3 là một tháng có thể nói là quá ok đối với các em. Tự sao mệnh là được tương sinh, mà mệnh thì tương sinh thì các tinh quân tốt cũng được cái sự hưởng tốt từ cái bản mệnh của chúng ta được tương sinh ha. Địa chi thì Thân, Tý, Thìn là tam hợp, thì tam hợp này nó ngoài cái chuyện là gia đạo ổn định, như đã nói là người Giáp Tý cần cái sự gia đạo ổn định ha, thiên can không xung không khắc, mà như đã nói là tam hợp thì nó còn hóa được cả tam tai, chứ huống hồ gì là đem lại sự may mắn. Thì hy vọng rằng tháng này với tam hợp và bản mệnh được tương sinh, thì anh khuyên các em mà có làm chuyện gì lớn, có ký hợp đồng lớn, có mưu đồ gì đó, thì nên để trong tháng này dễ thành công hơn. Rõ ràng ha. Tháng 4, tiếp theo là tháng 4 âm lịch, là tháng Đinh Tỵ. Tháng này chắc có thể là bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 thì phải, dương lịch. Thì tháng này cũng là tháng thổ, thổ sinh kim, tốt như ở trên tháng 3 âm lịch. Thiên can Đinh ha, giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi Tỵ với Tý tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung, tương xung gì nhau hết. Như vậy là tiếp tục được hưởng lợi từ cái bản mệnh tương sinh là kim, thổ sinh kim. Thì hy vọng rằng là những cái may mắn của tháng 3 nó vẫn tiếp tục truyền cho tháng 4, và giúp các em có nhiều cái sự may mắn trong cuộc sống, gia đạo cũng như là mọi điều nó hanh thông ha. Rồi đến tháng 5, mà cái tháng mà hồi nãy anh đã nói ở trong cái lúc mà diễn giải ở cả năm là hai tháng hỏa vượng. Tự vì sao? Thì tháng 5 là tháng Mậu Ngọ,
tháng này chắc bắt đầu từ ngày 16 tháng 15 tháng tháng 6 hay 14 tháng 6 năm 2018 dương lịch. Thì tháng này là tháng hỏa, mà sao hỏa khắc kim ha, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe và bổn mạng xấu, cẩn thận trong di chuyển và tai nạn. Thiên can chữ giáp nó khắc chữ mậu, là thiên can của chúng ta khắc tháng, công việc trở ngại va vấp, dễ hao tài ha. Địa chi ngọ với tý là lục xung, lục xung là sự mô tả đối chọi, chống đối nhau một cách dữ dội. Đây tại sao là nói hồi ở trên kia cả năm là phải cẩn thận, rồi phân tích ra thì đây là chi tiết hơn thôi. Thì lý do sao phải không? Tý ngọ mèo dậu, tý ngọ lục xung ha, hỏa khắc kim ha, giáp khắc mậu, tất cả ba cái mà để khét xét về cái sự xung khắc và hòa hợp của chúng ta với tháng thì nó đều là bị tương khắc. Không khắc nó, không khắc chúng ta thì chúng ta khắc nó, rồi xung khắc thì đây là một cái tháng nếu là anh thì anh sẽ phải cẩn thận cực kỳ ha. Chắc các chàng giáp tí nhớ ghi nhớ cái tháng này, nếu không tháng này có thể ngồi chơi xơi nước không làm gì đỡ tốn kém hơn mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta làm, hoặc là chúng ta sẽ bị ấy. Gia đạo cũng có thể xung khắc ha, dễ sinh ra chuyện. Nếu như các em không biết chế hóa để đào hoa hóa kỵ đại hao đi trong thi thì tháng này rất là dễ mất tiền, thậm chí tháng này gia đạo sẽ có chi ly. Đến tháng kế tiếp là tháng kỷ mùi, một tháng hỏa luôn, tháng này là tháng thiên thượng hỏa mà, mệnh hỏa khắc kim, tháng khắc bản mệnh ha, sức khỏe và bổn mạng rất xấu, cần cẩn trọng do hai tháng liên tiếp bị bổn mệnh tương khắc. Thiên can giáp kỷ là ngũ hợp, đây là sự hợp trung chính về chữ tính. Mùi và tý lại là thuộc nhóm tương hại, ở đây tương hại là được hiểu là sự cản trở lẫn nhau. Như vậy là có thể nói rằng tháng này, tháng 6 âm lịch này như đã cảnh báo ở trong cả từ đầu thì cũng không tốt đẹp gì, ngoài cái việc là thiên can được ngũ hợp, mà thiên can ngũ hợp thì có thể ảnh hưởng tốt đến công việc làm ăn. Như vậy thì chỉ được tốt ở công việc làm ăn thôi, địa chi vẫn bị tương hại, tháng thì vẫn bị bản mệnh của tháng khắc của chúng ta. Như vậy thì chắc chắn sẽ sinh ra nhiều điều không tốt, thậm chí là sẽ làm cho các em cảm thấy là khó khăn ở rất là nhiều cái hạng mục. Tại vì hỏa nó khắc tháng thì có tính đi, hỏa nó đốt kim thì bản mệnh của chúng ta nó lo, nó phải chống đỡ cái sự tương khắc của mệnh rồi. Có cái ngũ hợp thì nó tốt cho công việc, địa chi thì đâm lại là nhóm tương hại, thì làm sao mà không có gây ra được cái khó khăn ha. Nếu như vậy thì rõ ràng là hai tháng này, tháng 5 và tháng 6 là cực kỳ khó khăn đối với người giáp tý nam mạng ha. Nếu là các em thì anh cực kỳ cẩn thận ở hai tháng này, nếu không sẽ xảy ra bất trắc thì hối cũng không kịp. Như vậy trên đây là những cái thông tin anh tổng hợp được từ sách vở về vận hạn cũng như là tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi giáp tý nam mạng. Hy vọng rằng nó là những cái thông tin giúp ích được cho các em trong cuộc sống trong cái năm này, để các em có biết có thể ứng dụng và phòng ngừa những điều xấu ha, mà có được cái tiền tài danh vọng vốn dĩ là đang chờ đón những người giáp tý nam mạng. Video đến đây đã kết thúc. Nếu như ai xem thấy hay, nhớ bấm like cũng như chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những cái chia sẻ, những cái tổng hợp tử vi phong thủy của tuổi của mình cũng như có thể là người thân, gia đạo của mọi người. Video đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.